Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh điển, giáo pháp nhà Phật. Hôm nay thì ngày 19 tháng 4 năm 2022, cũng nhằm ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Dần. Thì huynh đệ chúng ta tiếp tục học kỳ thứ hai về cái tác phẩm Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tông. Thưa đại chúng, thì vua Trần Thái Tông, hôm nay tôi có đặt cái tiêu đề Trần Thái Tông là một vị vua thiền sư. Vị vua thiền sư. Vị vua này tôi tự hào, không biết các vị như thế nào chứ riêng bản thân tôi rất tự hào là một vị vua mà đốt cái ngọn đuốc để soi nguồn cho cái đạo Phật của dân tộc Việt Nam. Cho nên tôi rất tự hào về điều đó. Vì vậy mà mình là những người con của dân tộc Việt Nam, chúng ta hãy vui mừng đến cái điều này. Tuy nhiên thì trong lịch sử tức là nó có liên quan tới cái vấn đề chính trị, cái vấn đề dân tộc, thì không sao tránh khỏi, không sao tránh khỏi gọi là những cái khúc quanh của lịch sử. Và nếu nói rằng cái thời của nhà Trần là cái thời đại vàng son nhất, coi như là cái thời đại mà lâu dài nhất của các vị vua, của các triều đại, thì cũng là cái thời kỳ mà Phật giáo thịnh hành nhất. Thì để khởi thủy cái vấn đề Trần triều này đó, thì thưa các vị là vị vua ai cũng biết là vua đầu tiên của họ Trần, của Trần triều đó là Trần Cảnh. Mà Trần Cảnh đó thì là người con thứ của ông Trần Thừa, người con mà của ông Trần Thừa, thông minh, đỉnh đạt, có ý chí, cho nên mới có 8 tuổi đầu thì cách này cách khác được đưa vào hoàng cung cái thời của nhà Lý, thời Lý Huệ Tông, để làm bạn, để làm cái người hầu cận với công chúa Lý Chiêu Hoàng. Như vậy thì công chúa Lý Chiêu Hoàng bây giờ mới có 7 tuổi à, còn Trần Trần Cảnh thì
8 tuổi. Và để cho hai người có cái tiếp xúc gần nhau với trai tài gái sắc như vậy cho tới khi mà nhà Lý không có con trai mới đưa Lý Chi Hoàng là con gái là công chúa lên làm vua. Thì cuối cùng thì nhà Lý mất ngôi bởi vì Lý Chi Hoàng phải 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 bắt buộc phải nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh. Thì đó là tôi nói vòng vòng mà các chị cũng hiểu rồi đó. Như vậy thì cái triều đình nhà Lý nó có cái chiều dài lịch sử là 216 năm. Trải qua 7 đời cũng phải nhường ngôi lại cho nhà Trần. Thì cái điều mà cách này cách khác mà nhà Trần có công với nhà Lý để mà xoán được ngôi nhà Lý cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì cái nhà Lý nó trải qua bao 7 đời như vậy, cái đời cuối cùng thì gọi là một vị khôn quân. Đó là Lý Huệ Tông. Mê tửu, mê sắc. Mà buộc lòng phải 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 mất ngôi. Mà cái sự nhịn nhục của nhà Trần chấp nhận làm tướng làm tôi cho nhà Lý và cuối cùng đủ cái chín mùi đủ chín mùi cho nên vì vậy mà xoắn được ngôi nhà Lý. Thì vị con của Trần Thừa đó là Trần Liễu theo lẽ là người anh lớn thì phải lên làm vua, nhưng vì cái Trần Trần Cảnh là người thông minh hơn, người có cái gọi là chân mạng đế vương. Như vậy thì Lý Chiêu Hoàng đó làm cái chiếu nhường ngôi cho chồng. Thì các vị biết là năm đó là năm 1225. Bởi vì vua ông Trần Cảnh thì sanh coi như là sanh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần. Tức là ngày 9 tháng 7 năm 1218. Để mà nhường ngôi cho chồng mình là năm 1225. Vậy là bao nhiêu tuổi? Năm 1225 như là 8 tuổi. 8 tuổi. Thì thật ra thì đây là sự bắt buộc chứ còn mình nói theo kiểu sao lúc này hai người ăn chưa no lo chưa tới mà một người 8 tuổi, người 7 tuổi thôi mà. Cho nên khi mà Trần Cảnh mới có 8 tuổi được Lý Chi Hoàng nhận làm chồng và nhường ngôi vào ngày 20 tháng 10 năm Ất Dậu, có nghĩa là 22 tháng 11 năm 1225, lấy cái hiệu là Thái Tông. Và đến ngày 11 tháng Chạp, tức là ngày 10 tháng Giêng năm 1226, thì Lý Chiêu Hoàng mới trao hoàng bào cho Thái Tông để tuyên bố chấm dứt triều đại nhà Lý. Năm mà vua Thái Tông lên 20 tuổi, có nghĩa là 12 năm sau, thì hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng mới 19 tuổi, nhưng mà coi như dài thời gian bao nhiêu năm tháng vậy mà không có con. Cho nên vì vậy mà buộc lòng cái lần này Trần Thủ Độ phải ép ép rồi Trần Thái Tông phải giáng Chiêu Hoàng xuống làm công chúa.
và phải lấy cái người chị của bà là Thuận Thiên. Thuận Thiên là vợ của Trần Liễu, là anh ruột của Trần Thái Tông, là hoàng hậu. Lý do là Trần Thủ Độ nôn nóng muốn Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng lại chậm con, mà chị bà đang mang thai. Vậy mà Trần Liễu mới đau đớn, mới phức ức, nổi loạn vào cái tháng Giêng. Phức ức nổi loạn, chịu không nổi. Nổi loạn vào tháng Giêng năm 1236. Tháng Giêng năm Bính Thân 1236. Mà mình có thể nói một điều rằng á, trải qua cái cuộc đời bi kịch của một vị vua như Trần Cảnh, Trần Thái Tông này đó, nào là bố mẹ mất sớm, nào là một mình đối phó với quan phụ chính, đó là Trần Thủ Độ cùng với thiên cực công chúa bài mưu lập đủ thứ cách, nó nghĩa là lập lập chiêu 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 khánh Thuận Thiên hoàng hậu, chiêu chiêu khánh công chúa đó, là Thuận Thiên đó, công chúa Thuận Thiên. Để mà lấy người chị dâu mình. Trần Liễu bây giờ á, là ân sinh vương á, mất vợ cho nên nổi loạn. Thì các vị biết nghĩ làm vậy thì người em có vui không? Cho nên vua Trần Thái Tông bất nhẫn quá đi, bất nhẫn thấy mình phi đạo đức, nên mới trốn vào núi Yên Tử để hầu nương tựa Phật giáo, để mà ngõ hầu sám hối tội lỗi để cầu giải thoát. Thì nói tới đây thì tôi xin chia sẻ cho quý vị, nó có hai cái việc thời nhà Đường và cái thời nhà Trần nó có những cái điểm giống nhau. Thời Đường là năm 600 lẻ mấy thôi, còn thời nhà Trần tới 1220 mấy, là có nghĩa là cách nhau 7 7 thế kỷ, mà nó có hai cái điểm tương đồng. Cái đường nhà Đường và Việt chúng ta nó có điểm tương đồng là có hai vị vua hoàn cảnh giống nhau và cái danh hiệu cũng giống nhau, ví dụ như đường đường Thái Tông. Bên đây là nhà Trần có Trần Thái Tông. Nó nghĩa là cái vị đường mà đường cao tổ á, cô không không có nói vấn đề vua chúa gì hết. Bên đây cũng như cái vị vị Trần mà Trần cao tổ á, cô không có lên vua, không có làm vua, mà cái người con lên, mà có giống cái chỗ là có cái bài thơ á, đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, đường xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong, kiến thành Chu Tử an sinh tại, miếu hiệu Ti Đồng đức chẳng đồng. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông là nhà Đường và nước Việt mở nước, có hai vua tên là Thái Tông. Nhà Đường sinh xưng là Trịnh Quán, Trinh Quán, còn Việt xưng là Nguyên Phong. Kiến thành Chu Tử an sinh tại, Kiến thành là em của Đường Thế Dân, còn Kiến thành là anh mà em là Thế Dân. Giết
Còn ngược lại thì Trần Liễu là anh của Thái Tông thì được tha. Cho nên là Kiến Thành Chu Tử An sinh tại mà miếu hiệu tuy đồng, đức chẳng đồng. Tuy là lập miếu để thờ, để phụng, thì ai cũng biết là đường Thái Tông cũng cũng biết bao nhiêu công lao với Sơn Hà xã tắc của Trung Hoa lục địa thời bấy giờ. Việt Nam ta thì có được vua Trần Thái Tông cũng vô cùng to lớn công lao của Sơn Hà xã tắc. Nhưng mà về cái chữ đức thì hai ông này nó khác nhau, bởi vì khi mà Trần Liễu nổi loạn rồi cũng bị thua trận, bị bắt theo lẽ Trần Thủ Độ ra lệnh chém đầu, nhưng mà Trần Thái Tông xin xin tội cho, tha cho và phong cho đất, để phong cho thành, phong cho ấp để mà sống. Còn ngược lại Đường Thế Dân thì không, chém đầu chứ không có để sống được. Như vậy thì đường Việt khai cơ Lưỡng Thái Tông, đường Xuân Trinh Quán Ngã Nguyên Phong, Kiến Thành Chu Tử An sinh tại miếu hiệu Tuy Đồng, đức bất đồng. Miếu là đồng mà cái đức thì nó không có đồng. Hoàn cảnh giống nhau, thời thế giống nhau, gia đình giống nhau, nhưng mà nó có hai cái khác. Trở lại thì do nhiều cái nỗi khổ và rai rứt như vậy đó, bất an như vậy đó, thì lúc 10 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngai vàng, trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo 7-8 ông tùy tùng, rồi nói là đi để nghe dư luận nhân gian, biết rõ sự thật để dễ bề trị nước. Nhưng mà sang xong rồi đó, đoàn người đi về phía đông, bây giờ vua mới nói rõ sự thật, lấy định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau thì vua đến bến đò Đại Thang ở núi Phả Lại. Bây giờ trời sáng, sợ người nhận ra mình, cho nên vua mới lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi Yên Tử. Đến tối, vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi sáng lại đi, khó khăn trèo núi hiểm, lội suối sâu, con ngựa đã yếu, không thể lên núi được nữa, vua phải bỏ ngựa, vịn vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới đến chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi và tham kiến với thiền sư Trúc Lâm, gọi là thiền sư Đạo Viên. Thì sau này trong cái Thiền Tông Chỉ Nam á, thì vua Trần Thái Tông có viết rằng là khi mà thấy trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung mới bảo trẫm rằng: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ cái địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì đây, cho nên mới đến phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra. Liền thưa với thầy rằng: trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ vơ mà đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa. Lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật, chứ chẳng muốn tìm gì khác.
Thầy mới đáp rằng trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm vắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy, thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực nhọc ở bên ngoài. Bài này đối đáp của hai bậc thượng nhân, mình cho là thượng nhân. Nghĩa là khi gặp vị thầy nói là ta đã ở nơi sơn giả núi rừng này, chấp nhận xương cứng khô gầy, ăn rau răm uống hạt, uống nước suối, nhai hạt dẻ, đã quen sống vui, sống khỏe với cảnh rừng này, lòng nhẹ như mây nổi. Thì không biết ngày nay là ông gì, cái gì mà ông bỏ ngôi vương vị, ông muốn tìm cái gì ở đây? Ngài nói bạch thầy, con thờ thơ ấu là trẫm thờ thơ ấu đã sớm mất mẹ cha, giàu đứng ở trên thiên hạ mà vua mà, nhưng mà không có nơi nào để nương tựa. Lại thầm nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất bất thường, cho nên vào đây chỉ muốn cầu thành Phật chứ không cầu việc gì khác. Tuyệt vời một vị vua, cầu thành Phật chứ không. Cái ý thức giác ngộ của ngài, phải ý thức như vậy mới trình bày như vậy. Như vậy mà thiền sư đạo viên, thiền sư Trúc Lâm còn đuổi, nói trên núi này không có Phật đâu, Phật ở trong tâm. Nếu tâm vắng lặng thì trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần tìm cực nhọc ở bên ngoài. Câu này Phật tử huynh đệ mình nghe có sáng ra không? Mình nghe cái mình có sáng ra không? Mình đi cầu Phật hết non này tới chùa nọ, hết chỗ kia, gặp đâu cũng lại, gặp đâu cũng cầu, nhưng mà có thành không? Chưa thành. Sống tiếp mình không biết Phật ở đâu nữa. Trưa nay mình học Phật mà mình biết Phật ở đâu mà để tầm. Nó khó là khó chỗ đó, nó khăn là khăn chỗ đó, khó khăn là ở chỗ đó. Mình đi tới Phật, mình học Phật mà mình nói Phật ở đâu để mà tầm. Nếu Phật ở tâm thì tâm đâu bóc ra coi cũng không tầm được. Thì vậy mà thông thường chúng ta cứ nói đi cầu Phật chứ không cầu việc gì khác. Nếu được như vậy thì nó hạnh phúc biết bao nhiêu cho nhân loại. Nhưng mà ngặt chúng ta ban đầu có ý chí cầu Phật, nhưng mà dần già rồi quên Phật. Giữa hai cái người ngộ đạo, giữa hai cái bậc thiền sư, ta đối đáp hết sức là ý nghĩa. Trước mắt là ông vua, ông tự thấy không? Thấy thân phận của ông. Thờ thơ ấu đã sớm mất mẹ cha, dầu đứng trên đầu thiên hạ mà thấy trơ dơ, không nơi nương tựa. Tuyệt vời. Đứng trên đầu thần dân thiên hạ mà không nơi nương tựa. Bởi vì sao vậy? Có ai chịu cho mình ở trên đầu ai đâu? Có ai chấp nhận cho ai mà phải cao đâu? Mà nương mà tựa ở đâu? Ta phủi xuống là rớt ngay thôi. Ngai vàng, địa vị, chức tước, quyền tải,
tất cả đều là phù phiếm cả. Coi cho cái ngai vàng bây giờ, thí dụ ở tại Mỹ này cũng có những nơi mà ngày xưa ta từng tranh giành, ta ngồi trên chiếc ghế đó, ta định ngồi trên ghế đó cả đời, nhưng mà thật sự đó, chiếc ghế đó bây giờ nó cũng lung lay rồi. Có người tội, tôi nghe ngày hôm qua tôi nghe có người tội kêu tù người ta là 367 năm tù. Tôi nói trời ơi, ai đâu mà sống tới 100 tuổi đâu mà bây giờ đã vô là tội nhân rồi, mà giờ kêu tội kêu kêu cái tội người ta, cái án tội tới 367 năm tù. À, rồi đây rồi có đó. Hết thế hệ này tới thế hệ khác, sau này đúng 367 năm sau, thế hệ con cháu mình đã lật cái bản án nó ra, nó mới xóa cái tội tù cho mình. Ghê chưa quý vị? Mình học cái này nè, nó còn nhiều cái thấm thía, nhiều cái cao tột lắm. Mà tôi bây giờ tôi bắt đầu tôi bình tĩnh rồi đó, nhưng mà nó chỉ còn có cái đàm nó lên thôi. Sáng nay là bình tĩnh thật rồi đó, học. Nhớ trong núi không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm vắng lặng thì trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Bây giờ đại chúng đây coi 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 có ai mà tâm vắng lặng thì trí tuệ xuất hiện chưa? Hay là tâm huynh đệ mình còn vọng động thì trí tuệ sao xuất hiện? Tham muốn chết sao trí tuệ xuất hiện? Sân muốn chết sao trí tuệ xuất hiện? Si mê quá trời sao trí tuệ xuất hiện được đây? Có muốn có trí tuệ mặt trời, tuệ nhật sáng soi coi vậy chứ, mình nghe trời 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 thì nó dễ à, chứ mà mình thành đồ tổ mình thành đạt được như vậy không phải chuyện dễ đâu nghe. Tức qua ráng nói mà đàm nó cứ nó kéo nó lên như vậy. Nay là đỡ nhiều lắm rồi quý vị, nay đỡ nhiều, cái gì an tâm đi, dọn bữa hai bữa nữa. Tôi tự bực mình lắm rồi, tôi nói mày hoành hành tao bao nhiêu mày hoành cho đã đi nghe. Nay đỡ nhiều lắm rồi đó, chỉ còn đàm nó lên thôi. Nếu tâm vắng lặng thì trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần cực khổ tìm ở bên ngoài. Hôm sau Trần Thủ Độ và các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Cũng trong Thiền Tông Chỉ Nam, vua Trần Thái Tông viết: thấy trẫm Trần Công thống thiết nói, Trần Công là Trần Thủ Độ đó, tôi chịu lời ủy thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trong đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng, là thân thích, sĩ thứ trong nước, ai nấy đều vui vẻ phục tùng. Đến đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ của dân. Dạ lại Thái Tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn văng vẳng. Thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn Yên Tử ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí của riêng mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, còn nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cái đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình mà làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ sinh cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Cái chỗ này nè, bởi vì khi mà vua Trần Thái Tông lên ngôi á,
thì toàn thể dòng tộc họ Trần á đều bao bọc xung quanh hết. Và Đề Đạt phải rước Trần Thừa là cha, là thân phụ của Trần Cảnh, Trần Thái Tông, và vào để coi như làm thừa tướng á, mình gọi là thừa tướng. Mà vì thừa tướng thì vô phụng sự, vô giúp cho con mình. Thì các vị biết là từ năm vô làm vua là năm 1225 hả? 1225 cho tới năm 1234, như vậy là 9 năm. Thì 9 năm thì thân phụ là Trần Thừa mất năm 1234. 9 năm đầu làm vua thì được thân phụ gần gũi, khuyên lơn, can ngăn, hướng dẫn. Vì vậy mà ông Trần Thủ Độ mới nói rằng là coi như là tôi chịu lời quý thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân, nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trong đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước ai nấy đều vui vẻ phục tùng. Đến đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ của dân. Giả lại thái tổ vừa mới bỏ tôi mà đi. Thái tổ là ông Trần Thừa, Trần Thái Tổ, mất năm 1234. Và năm 1236 thì vua Trần Thái Tông trốn ngôi vua đi tu vậy đó. Cho nên ông Trần Thủ Độ không chịu, nó là coi như là lời của người anh ông. Thái Tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn dang dẳng, thế mà bệ hạ đã lánh trốn non bồng. Hồi xưa cái văn ngày xưa, cái văn này thì để cho cố nghệ sĩ Thanh Tòng, ông ra cái dây Trần Thủ Độ này hay lắm. Tôi coi lại cái tuồng mà Trần Thủ Độ đó, nghệ sĩ Thanh Tòng đóng cái vai này, ông vai rất đóng rất hay, vai rất hay. Hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò còn văng vẳng bên tai, thế mà bệ hạ đã lánh vào trong núi rừng ẩn cư để cầu thỏa chí của riêng mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Khẳng định tự tu cho riêng mình được, nhưng quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen xuống cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ sinh cùng chết trong cả ngày nay, quyết không trở về. Cho nên vua Trần Thái Tông mới biết là trẫm nghe thái sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ trẫm, cho nên mới đem lời thái sư và bạch với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm mà nói: phạm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được. Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển, xin bệ hạ đừng phút nào quên. Bởi vậy, cả mấy mọi người trong triều đều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báo, ròng rã trong 10 năm trời. Mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, trẫm lại tụ họp các bậc kỳ đức để hỏi đạo thiền, các kinh điển của các hệ thống giáo lý chánh. Không kinh nào mà trẫm không nghiên cứu. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang, một hôm đọc đến câu: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm,
buông kinh xuống kiêm nghiệm, bỗng quát nhiên tự ngộ. Nhưng tự ngộ. Như vậy là Thái Tông là một ông vua rất chăm học. Thái Tông là vị anh hùng của dân tộc, ông vua cần mẫn, ông vua không 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 buông mình, không dông dỗi theo dục lạc. Cái điều mà các vị thấy một vị vua mà không tham đắm tửu sắc, không ham thê thằng tử phược, không buông lung theo dục lạc thì ông vua này quá tài đức rồi. Mà đã vậy mà ông còn là một anh hùng của dân tộc. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước, đích thân Thái Tông tham gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đánh tan quân xâm lược giặc Mông Cổ, tháo thân chạy về Vân Nam vào năm đầu năm 1258. Như vậy đây là một ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Mà nếu như chúng ta là những người con của dân tộc Việt Nam, con cháu của vua Hùng, mà chúng ta không đem những cái sử sách này mà trùng tuyên lại để làm soi sáng lại dân tộc Phật giáo, dân tộc Việt Nam, thì nó uổng tiếc vô ngần. Vì lẽ đó mà tôi xin đem cái khả năng thô thiển của mình, sự học hỏi ít ỏi của mình, và xin cống hiến một tấm lòng chân thành đối với Phật giáo dân tộc Việt Nam qua cái tác phẩm Khóa Hồ Lục này. Sau cuộc chiến đất nước Thái Bình, Trần Thái Tông nhường ngôi lại cho con vào ngày 30 tháng 3 năm 1258, lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua Trần Thánh Tông đủ sức đảm đang việc nước, ông lui về Lập Am Thái Vi ở vùng rừng núi Vĩ Lâm, cố đô Hoa Lư, để an dân lập ấp và tu hành. Thái Tông bệnh, nhân nuôi bệnh cha, Thánh Tông mới thưa: chân không và quan không là đồng hay khác? Thái Tông mới bảo: hư không là một, chỉ vì tâm mình mê muội nên có chân và quan. Thí như phòng nhà ở, phòng nhà mở cửa thì sáng, đóng cửa thì tối, sáng tối chẳng đồng mà phòng nhà lại là một. Chân không và quan không, đồng hay khác? Thì nhà vua bảo rằng hư không là một, chỉ vì tâm mình mê và ngộ cho nên mới có chân, nó có quan. Chân không và quan không. Hôm sau quốc sư Đại Đăng vào thăm thưa bệ hạ bệnh chăng? Thái Tông nói: tứ đại là bệnh, cái này xưa nay sanh tử không can hệ mà dính kẹt trong bệnh hoạn hay sao? Khoảng mấy hôm sau, Thái Tông lặng thinh không nói, đuổi hết kẻ hầu hạ, đem việc nước dặn dò Thánh Tông. Thánh Tông muốn nhờ hai quốc sư Phù Vân là Đạo Viên và Đại Đăng nói pháp xuất thế cho Thái Tông nghe. Thái Tông dằn giọng bảo: đến trong đây bớt một mải tơ giường trên thịt khoét thương, thêm một mải tơ giường như trong mắt để bụi. Ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư thối thân có phần. Dù phù dân nói quyền, Đại Đăng thiết diệu đều là lời thừa, có ích gì đối với cái này? Nói xong, ngài lặng lẽ thị tịch nhằm ngày mùng 5 tháng 5 năm Đinh Sửu, niên hiệu Bảo Phù thứ năm, thọ 60 tuổi. Đó là hết hết phần sơ lược về nhà vua và vị vua gọi là thiền sư
vua Thiền Sư. Những tác phẩm còn để lại như Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cang Tam Muội, Kinh Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Khoa Lục và Thi Tập, thì tôi sẽ trích cái phần Khoa Lục để giảng nói cho quý vị nghe. Thì như vậy, cái quyển Khoa Lục hiện bây giờ tôi đang có trong tay, mà tôi tìm ra được ở trên mạng, đó là Khoa Lục của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, dịch chú thích chứ không có giải, không có giảng. Khoa Lục dịch giảng của Hòa Thượng Thanh Từ. Thì sáng nay tôi có nhờ một vị Phật tử, một vị đạo hữu, tôi lên trên mạng tôi thấy cái nhà sách Khai Tâm có còn cái quyển sách Khóa Lục của Nguyễn Duy Thục cái gì đó, thì tôi cần những cái tài liệu đó để tôi so sánh, thì tôi đang nhờ để mà mua giùm để gửi qua cho chúng tôi đủ cái tài liệu để nghiên cứu, dầu là trên mạng nó có, nhưng mà để chuyên về mà mà nghiên cứu thì mỗi lần vậy nó lấy ra lấy vô nó rất là khó. Cho nên vì đó mà tôi nhờ mua nguyên cuốn sách cho chúng tôi cầm đọc, gọi là Khóa Lục. Thì hiện bây giờ đó, tôi đang giảng đây á, là tôi đang giảng cái bản dịch của Ngài Thanh Kiểm, và tôi đang nhờ mua thêm cho tôi cái Khóa Lục hiện bây giờ là ở tại nhà của Nguyễn Đăng Thục. Cái Khóa Lục của Sơn Thanh Từ thì lại có mấy cái phần nó dường như là không biết rằng sư ông dịch từ bản nào, nhưng mà nó có mấy phần thêm và có mấy phần bớt so lại với Khóa Lục mà tôi ngày xưa được học với Hòa Thượng Thanh Kiểm. Vì vậy thôi, hồi đó tôi học quyển sách nào chính thì bây giờ tôi xin trân trọng lấy quyển sách đó ra giảng. Thì hồi nãy tôi thấy hai cái quyển sách nó mâu thuẫn với nhau. Thì cái quyển Khóa Lục của Hòa Thượng Thanh Kiểm vào thì nó có chia làm ba quyển: quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Quyển thượng thì vào thì sư ông dịch ra cái bản nói rõ về sắc thân, còn sư ông Thanh Từ thì sư ông vào thì vào đề thì nói về năm giới. Thì thôi, thì bây giờ tôi mới soạn nó lại, thì năm giới cũng có mà sắc thân cũng có, nhưng mà căn cứ vào bản dịch của sư ông Thanh Kiểm. Thời gian thì nó cũng theo lẽ nó cũng sắp sửa hết giờ, nhưng mà tôi đọc một đoạn trước. Cái cần cái này á, các Phật tử đừng có tiếc công, cứ đi tìm đọc rồi mở mang trước. Có những đoạn nào mà tôi cảm thấy mà cần thiết để phụ chính thêm thì tôi sẽ nói rõ ra thêm. Về lịch sử đời Trần thì hiện giờ trong tay tôi có Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim và gắn liền với Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Lan, của Thượng Thích Nhất Hạnh, thì tôi có những cái sử liệu đó. Đồng thời thì các vị cũng biết rằng là nó còn nhiều cái lịch sử lắm, như lịch sử của Đào Duy Từ, Việt Nam Sử Lược vân vân, nhiều cái điều. Nhưng mà tại vì xưa nay tôi thì hay coi lịch sử của tác giả là Trần Trọng Kim, gọi là trích lược và ngắn gọn. Thì theo lẽ tôi không phải là người nhà nghiên cứu, mà vô tình bây giờ lại là là phải nghiên cứu thêm.
Bây giờ học một đoạn để cho nó vui rồi đấy, hai kỳ rồi mà chưa có vô trong cái nội dung. Nguyễn Thượng theo cái cuốn sách của sư ông Thanh Kiếm nói rõ về sắc thân, vốn vĩ bốn đại điều không, năm uẩn chẳng có, do không giấy vọng, vọng thành sắc, sắc tự chân không, nên vọng từ không không hiện vọng, vọng sinh các sắc, đã trái không sinh không hóa, nên mãi có hóa có sinh, không sinh quá thời, không hóa không sinh, có hóa sinh nên thời, có sinh có hóa, hoặc sinh thánh hiền ngu trí, hoặc hóa vảy cánh long sừng, luôn luôn rạc đắm ở bến mê, mãi mãi nổi chìm trong biển khổ, lờ mờ mù mịt, nào biết nào hay, lo lắng vội vàng, chẳng tỉnh chẳng ngộ, hết chỉ buông lòng trôi khắp, điều không xỏ mũi kéo về, khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Bốn núi là sanh lão bệnh tử, nay lần lượt trình bày bốn núi để lại đời sau. Kệ bốn núi là tranh vanh bốn núi vạn cây tùng, liễu ngộ điều không vạn vật không, ba cẳng lừa kia mừng vướng đó, cởi lên thẳng tới đỉnh non bồng. Thì bốn núi này thì các vị cũng biết rồi, theo như trong kinh á, y cứ vào kinh á, thì ngày xưa Đức Thế Tôn nói trong tập A Hàm có nói về bốn núi, rồi nói trong cái tạng Pali cũng nói về bốn núi. Nội dung đó là vua Ba Tư Nặc đi chinh phạt loạn quân, đi đánh giặc, chiến thắng kéo về Tịnh Xá gặp Phật. Ông tự hào, ông vui mừng, ông chiến thắng. Đức Phật thì nhìn nhìn như là ông có cái vẻ gọi là ông có cái ông Đức Phật thì nhìn thấy rằng vua Ba Tư Nặc có cái vẻ như nhọc nhằn, nhưng mà nhà vua Ba Tư Nặc thì cứ nghĩ rằng là mình đã đi đi chiến thắng. Còn cái nhìn của Đức Phật thì thấy cái sự chiến thắng của vua Ba Tư Nặc trở về với cái vẻ nhọc nhằn đó, cho nên Đức Phật mới hỏi: này đại vương, nếu có người ở phương Đông đến thưa thế này, tôi thấy một ngọn núi từ phương Đông lăn về đây, lăn đến đâu nghiền nát cỏ cây vạn vật tới đó, người phương Nam cũng tâu như vậy, người phương Bắc cũng tâu như vậy, người phương Tây cũng tâu như vậy, vân vân. Thì bốn ngọn núi đó đang lăn về tàn sát như vậy, vậy thì đại vương sẽ cử đội quân nào để đi ngăn chúng? Thì nhà vua mới bạch: dầu đội quân có tài trăm trận trăm thắng đi nữa cũng không thể nào chinh phục được bốn ngọn núi đó. Phật bảo: đúng như vậy đó đại vương, bốn ngọn núi đó là sanh, là già, là bệnh, là chết. Dù ai tài giỏi đến đâu, dũng mãnh đến đâu cũng không thắng được, không chinh phục được sự sanh già bệnh chết, mà đều bị chúng nghiền nát. Vì vậy mà cái bài đầu tiên của vua Trần Thái Tông dạy chúng ta đó là hãy nghĩ về bốn núi. Nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã. Tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã. Do không khởi vọng, vọng thành sắc, cho nên sắc tự chân không. Vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc. Đã trái lại mà không sanh không hóa, mãi làm mới có hóa có sanh. Không sanh không hóa thì không hóa không sanh, có hóa có sanh nên có sanh có hóa. Hoặc sanh ra hiền thánh ngu trí, hoặc hóa vảy cánh long sừng,
luôn luôn chìm đắm nơi bến mê, mãi mãi nổi chìm trong biển khổ, mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay. Rối rắm lăng xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ, trọn là bốn tâm chạy đi, điều không nắm mũi kéo về, khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Đó là như vậy. Thôi tới đây xin tạm ngưng, rồi chúng ta sẽ tiếp tục ở các kỳ sau. Mong rằng những vị học pháp có những ý thú cao tột, mong các vị cố gắng mà nghe đi nghe lại. Tới học cái tác phẩm thiền này rồi đó thì không còn nói trình độ nào cao thấp nữa nghe. Lý đương nhiên là phải trình độ có học Phật, có nghiên cứu đạo Phật thì mới học nổi nghe. Rồi, xin kính chào quý vị.